Dạ vâng, em xin chào toàn thể các anh em làm thợ bẫy cò trên mọi miền Tổ quốc. Thì nhiều video đăng tải trên YouTube ấy, đấy nhiều anh em có hỏi bảo là em sử dụng cái loại keo gì và que gì để bẫy cái con cò bợ di cư ấy. Thì anh em có thể nhìn thấy trực tiếp ở trên màn hình video đây. Đây là cái mẫu keo mà em sử dụng này. Mẫu keo này thì nó là mẫu keo công nghiệp. Đấy, mẫu keo công nghiệp thì hình nhận biết của nó thì rất là đơn giản thôi. Nó có một màu sáng trong như thế này. Đấy, sáng trong nhé, không bị vẩn đục này. Đấy, keo này thì sử dụng với nếu mà 1 cân ý, thì em đánh được tầm khoảng 700 cò. 700 cò là hết keo. Còn đối với cái hũ lửa cân này thì đánh được tầm khoảng 300, già 300. Còn về cái que em sử dụng ý, thì que thì em sử dụng năm nay là sử dụng hai loại. Đấy, cũng đánh thực tế luôn hai loại, là một loại là que lan làm lồng chim. Đấy, que lan này thì cái nguyên liệu để làm nên nó thì được làm bằng những cái sợi thủy tinh rất là nhỏ đấy, liên kết với nhau được tạo lên một cái que như thế này. Que này cái ưu điểm của nó ấy thì nó rất là dẻo nhá. Đấy, khi anh em cắm con cò nó xuống ấy, nếu mà cắm chắc chân thì con cò nó sẽ đu nó, chân nó chạm đất thì nó sẽ không gây kêu này. Và cái ưu điểm thứ hai của nó là khi anh em sử dụng ấy thì khi anh em sử dụng thì nó sẽ không bị hao que. Đấy, nó không bao giờ bị gãy cả. Đấy, anh em có da keo thì nó cũng không bị gãy và nó không bị hao. Đấy, về cái kích thước để bẫy cái con cò bợ bằng cái que này thì kích thước của nó tiêu chuẩn là 48cm nhé. Đấy, đầu đít được vót nhọn này. Một đầu được vót nhọn như thế này. Đấy anh em này. Đấy, và một đầu đẻ bằng như thế này. Đấy, đây là cái que lan làm lồng chim nhé. Đấy, giá cả của nó thì rất là rẻ thôi. Đối với anh em nào mà gần những cái cơ sở bán vật tư về cái nuôi chim cảnh ấy, thì ra hỏi thì người ta cũng có. Mà anh em nào mà không gần chỗ đấy thì bên em là cũng có cung cấp cho anh em về đánh này. Về cái kích thước thì cũng tùy thuộc vào địa hình thôi. Đấy thì đối với những cái địa hình thụt thì anh em có thể sử dụng que dài hơn. Đấy thì anh em có thể đặt hàng là que dài. Và cái mẫu que thứ hai thì em xin giới thiệu tới anh em, đó là que tre. Đấy, đây là cái que lan thủ công này. Đấy, vót bằng tay, được làm bằng cây tre. Đấy, tre cật 100%. Đấy, về cái ưu điểm của cái cây tre này đánh ấy, thì khi ra nhựa thì nó rất là dóc tay này. Đấy, và cái nhựa nó bám này. Đối với nhiệt độ cao từ 37 độ trở lên ấy, nếu mà anh em đánh ở cái que tre này thì nó sẽ không bị chảy. Đấy, que tre này thì thông dụng đánh cò trắng này, cò bợ này và vạc đều có thể sử dụng đánh được. Đấy, giá cả của nó thì cao hơn 300 đồng một que so với là cái que lan nhựa này. Đấy, 1.000 đồng một que này. Còn que lan nhựa này thì đó là 700 đồng một que. Đấy, còn ví dụ mà anh em mua kg thì cũng có. Còn video này thì em cũng khuyến khích đấy, anh em tự vót lấy được thì là cái hay nhất. Bởi vì khi mình đã đi bẫy chim mà mình làm được rồi thì cái đồ của mình sẽ yêu hơn là khi anh em phải đặt mua hàng. Đấy, mà anh em là không có thời gian thì anh em mua hàng cũng được. Còn em thì em cứ khuyến khích anh em là tự vót lấy mà chơi. Còn về keo đây thì số lượng bên cơ sở nhà em cũng bán keo. Đấy, bán rất là nhiều. Đấy thì những video em đăng tải lên ấy, cò xuống thì ít con sổng lắm. Tỷ lệ sổng thì ví dụ 100 con xuống thì có 1-2 con nó mắc một que ấy. Nó mắc dọc cánh thì nó bay được thôi. Còn nếu mà một que mà mắc ngang hai cánh thì không thể bay được. Đấy, keo này thì anh em theo dõi em thì cũng biết rồi. Đấy, keo có những hôm đi đánh mưa lụt, đấy, ngập keo, hở mặt keo ra chim xuống vẫn dính. Hoặc là đang mưa ví dụ lớt phớt, hoặc là mưa rào xong 2 tiếng tạnh vẫn ra đánh bình thường. Còn về cái phương thức đóng gửi hàng thì anh em mua càng số lượng nhiều thì càng rẻ nhá. Đấy, đối với một cái hũ như thế này thì em cũng xin báo giá trực tiếp luôn. Đấy, một hũ 1 cân là 230.000 bao cước vận chuyển. Còn anh em mua mấy cái hũ lửa cân thì anh em phải chịu cước vận chuyển nhá. Thì cũng nhiều anh em đánh thì đánh ít thì làm lửa cân cũng được, nó chỉ 125.000 thôi, cộng với thêm 25.000 tiền cước hoặc 30.000 chẳng hạn đấy. Thì nó cũng rẻ thôi, nó rơi vào tầm khoảng 150 đến 155.000. Đấy, đây là một cái hũ lửa cân này. Còn về đây là một cái hũ 1 cân. Đấy, cũng cảm ơn các bác là cũng ủng hộ kênh của em thời gian qua và cũng ủng hộ là mua hàng ở bên đơn vị em. Còn về bên đây thì đây là một đơn là anh ấy đặt 500 que này, với 1 cân này. Thì giá cả của nó thì rất là rẻ thôi. Khi anh em mua 1 cân keo và 1.000 que cò thì ở bên cơ sở em cũng bao cước. Còn nếu mà anh em mua riêng que thì ở bên cơ sở em không bao nhé. Đấy thì đây là anh Hợp này, em cũng xin phép anh Hợp nha. Anh Hợp ở xã Xuân Phúc này, huyện Như Thanh này, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa này. Đấy, có mua là 1kg keo cò và cộng thêm 1,5kg que nhựa nhé. Thì cứ 1 cân keo que này thì nó rơi vào tầm khoảng 400 que. Đấy, 300, hơn 350, gần 400 que cái loại lan 48 phân này. Còn về đơn keo và đơn que thì rất là nhiều. Đây, số lượng rất là nhiều.
cái cơ sở bán hàng uy tín thì anh em đặt hàng, và cũng cảm ơn anh em là thời gian qua cũng theo dõi em. Đây là một cái đơn là anh đặt 2.000 que tre này, 2.000 que tre và đóng vào và thêm 3 cân nhựa. Đấy thì anh em nào làm thợ bẫy cò bẫy vạc còn thiếu que hoặc là thiếu nhựa thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Em sẽ để cái số điện thoại dưới tiêu đề em đăng tải lên ấy. Đấy, mong anh em ủng hộ cho em để những đơn hàng được đi, bởi vì hàng bên em bán là rất chất lượng. Đấy, còn video sau thì nếu mà cò nó về nhiều nó hạ đồng thì em sẽ phát những cái rạch máy gặt lúa ấy, nó chạy qua thì em sẽ đánh ở đấy làm một vài video thí điểm cho anh em cùng tham khảo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video lần sau.